thật là ổn trong khoảng thời gian đó. Chứ nếu như cái khoảng thời gian đó mình đi làm nó gì mà mình biết đến những cái điều này thì bây giờ cái thành công của mình nó còn thành công hơn nhiều nữa. Nhưng mà đôi khi các anh chị có những cái chuyện nó đã trải qua, nó đã đi qua rồi, mình nhìn lại mình đã thấy như vậy, thì mình là người dẫn đường, mình kể lại cho các anh chị nghe cái quãng đường của mình đi. Đừng phung phí tuổi trẻ, đừng phung phí thời gian như vậy. Siêng đọc sách, siêng đọc sách. Mình hãy đặt cho mình một cái mục tiêu, đó là một tháng mình đọc ít nhất là một cuốn sách. Hãy đặt cho mình một mục tiêu đó các anh chị. Thì sau một năm các anh chị thấy các anh chị đã đọc được 12 cuốn sách rồi. Trên mạng các anh chị, sách nói rồi PDF rất nhiều. Thậm chí nếu anh chị nào không có tiền đi mua sách, mình ra nhà sách mình ngồi mình đọc cũng được các anh chị. Mình ra nhà sách mình ngồi mình đọc cũng được, người ta đâu có đuổi mình đâu. Nhưng hãy lựa cho mình 12 cuốn sách hay nhất, 12 cuốn sách hay nhất mà mình tâm đắc để mình đọc các anh chị. Và mỗi tháng mình đặt chỉ tiêu cho mình một cuốn sách đi, thì các anh chị sẽ thấy rằng là sau một năm anh chị sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Những cuốn sách mình nói với các anh chị đây á, là những cuốn sách về phát triển bản thân, những cuốn sách làm người, những cuốn sách làm giàu một cách chính đáng các anh chị ha. Sách thì rất nhiều sách, nhưng mà nếu như mình đọc những cuốn sách mà nó không phục vụ cho cái mục đích, nó không phục vụ cho cái giấc mơ lớn của mình, thì mình có thể mình để qua một bên. Mình hãy đi tìm những cuốn sách nó phù hợp và mình đang cần nó các anh chị. Ví dụ như là một trong những cuốn sách mà gọi là thế kỷ, đó là cuốn Đắc Nhân Tâm. Các anh chị cần phải đọc những cuốn đó các anh chị ha, Đắc Nhân Tâm. Rồi bây giờ mình muốn con người mình sau này mình trở nên một người giàu có về mặt tài chính, thì đừng bao giờ bỏ lỡ cái cuốn là Bí Mật Tư Duy Triệu Phú. Đó là những cuốn các anh chị nên đọc. À, rồi cuốn Quản Lý Nghiệp là các anh chị cũng cần nên đọc. Bởi vì mình cần phải sống một đời sống lương thiện, mình phải hiểu thế nào là người dám cho đi, để học cái cuốn, để đọc thêm cái cuốn là Người Dám Cho Đi. À, rất nhiều cuốn sách hay các anh chị. Thì bây giờ mình không thể kể ra hết cho các anh chị được, bởi vì mỗi các anh chị sẽ có những tiêu chí khác nhau để mà đọc sách. Thì hãy lựa cho mình những cuốn sách nào mà mình ưng ý nhất để mình đọc. Và mình lập cho mình một cái mục tiêu một tháng mình đọc một cuốn. À, và khi anh chị đọc xong thì các anh chị phải nốt lại những cái ý chính của cái cuốn sách đó. Điều gì các anh chị tâm đắc nhất trong cuốn sách đó. Đôi khi trong một cuốn sách các anh chị chỉ cần một vài từ khóa trong cuốn sách đó thôi là nó đã thay đổi cuộc đời của mình rồi. Và có lần mình đã chia sẻ với các anh chị, trong cuộc đời mình đó, mình luôn luôn mang theo bên mình một tam bảo, đó là một người thầy huyền chí, những người bạn tốt và những cuốn sách hay. Đôi khi những cuốn sách hay đó chính là những người thầy của mình luôn. Hãy mang bên mình các anh chị, khi đi đâu, bất kỳ đi đâu, mình luôn luôn đi du lịch hay công tác thì hãy bỏ trong cặp mình một cuốn sách, để cuốn sách đó làm bạn với mình trong cái hành trình mình đi. Bởi vì khi các anh chị cầm trên tay cuốn sách đó, thì mình sẽ không phí cái thời gian mình vào những cái việc nó vô bổ đâu. Cho nên rằng là sách khi mình đọc các anh chị, nó sẽ cho mình rất nhiều tri thức. Ngày hôm nay các anh chị, so với 20 năm về trước, cái thời mình còn sinh viên, cái thời mình còn đi học các anh chị, 25 năm về trước, thì bây giờ các anh chị sướng hơn ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa không có sách đọc đâu các anh chị, thật sự với các anh chị là như vậy. Và ngày xưa cái thời đó các anh chị, mình nói không có phải ở đâu xa, cách đây khoảng 5-7 năm về trước, cũng không ai dạy cho mình đọc sách, không ai chỉ cho mình đi đọc sách. Trong môi trường ngày xưa mình đi làm việc, không có ai chỉ mình đọc sách hết các anh chị. Thật là ổn trong khoảng thời gian đó. Chứ nếu như cái khoảng thời gian đó mình đi làm nó gì mà mình biết đến những cái điều này, mình đi tìm những cuốn sách hay mình đọc, thì bây giờ cái thành công của mình nó còn thành công hơn nhiều nữa. Nhưng mà đôi khi các anh chị có những cái chuyện nó đã trải qua, nó đã đi qua rồi, mình nhìn lại mình đã thấy như vậy, thì mình là người dẫn đường, mình kể lại cho các anh chị nghe cái quãng đường của mình đi. Đừng phung phí tuổi trẻ, đừng phung phí thời gian như vậy. Hãy tận dụng nó
đọc sách càng nhanh càng tốt bao nhiêu, hãy trau dồi kiến thức càng nhiều càng tốt bao nhiêu, không nở bề dọc cũng sẽ nở bề ngang. Tới một lúc nào đó các anh chị, khi các anh chị nói chuyện thì các anh chị thấy tự nhiên kiến thức từ trong người mình nó tuôn đổ ra các anh chị ha.